Yên Bái, một thành phố trẻ nằm ở phía tây bắc của Tổ quốc. Với truyền thống anh hùng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thành phố Yên Bái vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và cấp bằng di tích lịch sử quốc gia cho 3 di tích là Bến Âu Lâu, khu lăng mộ Nguyễn Thái Học và lễ đài sân vận động tỉnh Yên Bái. Bến Âu Lâu vốn là một bến đò để người dân ven sông Hồng qua lại giao lưu buôn bán. Năm 1953, bến đò được xây dựng thành bến phà Âu Lâu và trở thành điểm nối thuận tiện giữa Việt Bắc và Tây Bắc của đất nước, trở thành nhân chứng của bao sự kiện lịch sử. Từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bến Âu Lâu là nơi tập kết, bí mật đưa đón các cán bộ cách mạng, chiến sĩ chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa và sau đó là thành lập Ủy ban Cách mạng lâm thời tiếp quản thị xã Yên Bái. Bến Âu Lâu có vị trí quan trọng là nối liền hệ thống giao thông Việt Bắc với Tây Bắc, là nơi duy nhất có thể cầu các loại vũ khí hạng nặng như pháo mặt đất, pháo cao xạ, xe ô tô chở đạn dược, khí tài quân sự, qua sông tiếp viện cho chiến trường Điện Biên Phủ được cả ta và địch đều chú ý. Trong thời gian này, Bến Âu Lâu được tăng cường cả về nhân lực và phương tiện để chuyên chở vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, dân công, bộ đội vượt sông Hồng, đồng thời gồng mình chống đỡ những trận bom ác liệt của thực dân Pháp. Ban đêm là lúc chủ yếu diễn ra các hoạt động ở Bến Âu Lâu để tránh sự phát hiện của địch. Sau những ngày tháng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, từ năm 1955 đến năm 1965, bến được nâng cấp từ phà gỗ sang phà thép có cano dắt. Năm 1965 đến năm 1968, với tinh thần sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm, bến đã có 100 lần đưa 500 lượt xe pháo qua sông, chuyên chở gần 200.000 lượt ô tô, hàng ngàn tấn hàng hóa qua lại. Những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chúng đã dùng nhiều tốp máy bay đánh phá trong 4 tiếng, gây thiệt hại nặng nề cho thị xã Yên Bái và bến phà Âu Lâu trong ngày 31 tháng 5 năm 1966. Năm 1967, bến Âu Lâu vinh dự được Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua thăm nhân dịp lên chúc Tết quân và dân hai tỉnh Yên Bái và Nghĩa Lộ. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, giặc Mỹ lại tiếp tục tập kích Yên Bái, trong đó có bến Âu Lâu, nhưng vẫn không cản được những chuyến phà chở người và lương thực, thực phẩm tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Sau khi đất nước thống nhất, bến phà Âu Lâu tiếp tục hoạt động và xây dựng thành đơn vị chủ chốt của ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái. Ngày 30 tháng 12 năm 1992, cầu Yên Bái được khánh thành và đi vào hoạt động là lúc bến Âu Lâu kết thúc sứ mệnh của mình sau gần 60 năm lịch sử. Do ý nghĩa và giá trị lịch sử của bến Âu Lâu, tỉnh Yên Bái đã xây dựng tượng đài Bến Âu Lâu lịch sử ở phường Nguyễn Phúc trên ngã ba đường gần bến. Tượng đài là một biểu tượng cho tinh thần của những người đã chiến đấu, hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Với những thành tích được ghi nhận trong những năm kháng chiến hào hùng của dân tộc, bến Âu Lâu rất cần sự quan tâm, gìn giữ để phát huy giá trị của một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, trở thành điểm đến để giáo dục truyền thống đấu tranh giữ nước, tinh thần kiên cường về một thời gian khổ nhưng rất anh hùng của các thế hệ cha ông chống quân xâm lược, bảo